Thân chào các em học sinh trường Trung học cơ sở Ô Long Vĩ. Hôm nay thầy rất vui khi được chào đón các em tham dự chương trình học dạy và học trực tuyến bộ môn ngữ văn. Thì ở tiết học trước, thầy cho chúng ta đã tìm hiểu nghị luận về một đoạn thơ bài thơ. Thì tiết học hôm nay sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ. Tiết 124, 125. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Đầu tiên, các em xem bản sơ đồ hóa về nội dung kiến thức mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Một la mã. Đề bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Một nhỏ, tìm hiểu đề bài sách giáo khoa. Hai nhỏ, nhận xét cấu tạo của đề bài. Hai la mã. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu phân tích đề bài, đó là tình yêu quê hương trong bài Quê hương của Tý Hành. Về hai ba lớn là phần luyện tập, thì chúng ta đi phân tích khổ thơ đầu bài thơ Săn Thu của Hữu Thỉnh, thì chúng ta đi tìm hiểu các bước tìm hiểu đề, tìm ý lập dàn ý, bài tập dựng đoạn và sau đó là bài tập về nhà. Bây giờ chúng ta đi vào phần thứ nhất. Đó là đề bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ. Và chúng ta đi tìm hiểu đề bài sách giáo khoa. Trang 79. Chúng ta lần lượt đọc các đề bài sách giáo khoa trang 79. Đề 1. Phân tích các tầng nghĩa trong đoạn thơ sau. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng ngắm ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm dân sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sau rừng, ta để chết mảnh mặt trời gay gắt. Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Tỷ lữ nhớ rừng. Đề 2. Cảm nhận và suy nghĩ của em về đoạn kết trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Đêm nay rừng khoan sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Đề 3. Cảm nhận của em về tâm trạng của tảng đà qua bài thơ Muốn làm thần củi. Đề 4. Hình tượng người chiến sĩ lái xe trong bài thơ về tiểu đội xe không kính và tiếng Duật. Đề 5. Bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Ghi gợi cho em những suy nghĩ gì? Đề 6. Phân tích khổ thơ đầu trong bài Săn Thu của Hữu Thỉnh. Đề 7. Những đặc sắc trong bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. Đề 8. Cảm nhận và suy nghĩ của em về tình cảm cha con trong bài Nói với con của Y Phương. Đó là 8 cái dạng đề mà chúng ta tìm hiểu. Rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái đề bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 80. Các em xem coi các đề bài trên có cấu tạo như thế nào. Khi các em đọc kỳ 8 đề, chúng ta sẽ phân tích cấu tạo của các đề trên. Thì cho các em cái phần nhận xét nhé. Vì cấu tạo của đề trên thì chúng ta thấy có hai dạng đề. Dạng 1 là yêu cầu về cách thức nghị luận, yêu cầu về vấn đề nghị luận. Và dạng 2 là nêu vấn đề nghị luận. Đó là cấu tạo của đề. Và dạng 1 thì có mệnh lệnh và dạng 2 thì không có mệnh lệnh. Thì các em nhìn vào trong 8 đề trong sách giáo khoa thì đề nào thuộc dạng 1 và đề nào thuộc dạng 2, các em liệt kê. Vì dạng 1 thì chúng ta thấy có các đề 1, 2, 3, 5, 6, 8. Dạng 2 không có mệnh lệnh thì có đề 4 và đề 7. Như vậy là tất cả các đề này đều là đề bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ. Nhưng nó có những cái dạng đề có yêu cầu, tức là có mệnh lệnh, và có những cái đề nó không có mệnh lệnh, nhưng mà chúng ta vẫn phải ngầm hiểu yêu cầu của đề bài. Tiếp theo là chúng ta đi so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các đề bài trên.
đều giống nhau, thì đều là nghị luận về đoạn thơ bài thơ. Về khác nhau thì đề nó có yêu cầu phân tích cảm nhận và suy nghĩ, thì phân tích thì nghiêng về phương pháp nghị luận, về cảm nhận thì nghị luận trên cơ sở cảm thụ của người viết, suy nghĩ thì nghị luận nhấn mạnh tới nhận định đánh giá của người viết. Thì từ việc tìm hiểu trên thì em có nhận xét gì về bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ? Như vậy chúng ta thấy là đề có mệnh lệnh, đề không có mệnh lệnh, hai dạng đề. Thấy được sự đa dạng phong phú của kiểu đề bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ. Về nhận xét cấu tạo của đề bài thì chúng ta thấy, chúng ta điểm lại dạng 1 và dạng 2. Dạng 1 yêu cầu về vấn đề nghị luận và cách thức nghị luận. Về dạng 2 thì yêu cầu về vấn đề nghị luận. Kèm một lần nữa chúng ta hệ thống qua cái sơ đồ. Bây giờ chúng ta sang số 2. Hai lớn, đó là cách làm bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ. Đây là một bước rất quan trọng. Một nhỏ là các bước làm bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ. Thì đề bài ở đây cho ra là chúng ta sẽ phân tích tình yêu quê hương trong bài thơ quê hương của nhà thơ Tý Hành. Thì các em tìm đọc trong sách giáo khoa trang 80-81. Bước 1, tìm hiểu đề và tìm ý. Tìm hiểu đề, các em đọc kỹ đề bài để xác định vấn đề nghị luận và cách thức nghị luận. Vì tìm ý, thì đặt câu hỏi tìm những giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ bài thơ trên. Đây là hai cái vấn đề trong tìm hiểu đề và tìm ý. Vì dạng ý, mở bài, thì đầu tiên các em giới thiệu đoạn thơ bài thơ, rồi nêu nhận xét đánh giá khái quát về đoạn thơ bài thơ trên. Nếu phân tích đoạn thơ trên, nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó. Vì thân bài, thì chúng ta đưa ra các cái luận điểm. Thì các em biết là bài thơ là một cái hành trình của con thuyền ra khơi đánh cá. Về luận điểm 1 thì cảnh ra khơi. Về nội dung thì về đẹp trẻ trung, giàu sức sống, đầy khí thế vượt trường giang. Về nghệ thuật thì các em điểm lại một số cái nghệ thuật trong bài thơ này, đó là từ ngữ gợi cảm, ví dụ từ trong, nhẹ, hồng, hình ảnh thơ đẹp, so sánh nhân hóa rất là điêu luyện, ví dụ như là chiếc thuyền thì so sánh với con tuấn mã, cánh bồm thì như mảnh hồn làng. Đây là những hình ảnh thơ đẹp mà chúng ta cần khai thác. Về luận điểm 2 thì cảnh trở về đông vui nhộn nhịp, no đủ bình yên, thì các em có thể khai thác về tâm trạng, nỗi nhớ của nhà thơ, về hương vị mặn nồng của quê hương. Về kết bài thì cả bài thơ là một khúc ca quê hương tươi sáng, đó là sản phẩm của một hồn thơ trẻ trung đầy lãng mạn. Có thể chúng ta khái quát lại những giá trị nội dung và nghệ thuật cũng như cảm xúc của bài thơ. Em hãy nêu 3 bước làm bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ. Thì chúng ta sẽ viết bài. Khi viết bài thì chúng ta sẽ dựa vào dạng ý, thì chúng ta viết phần mở bài trước. Và các em cũng có thể tham khảo phần lập trình bài trong sách giáo khoa rất là chi tiết. Bước cuối khi làm bài nghị luận bài thơ đoạn thơ là gì? Là đọc lại và sửa chữa. Thì đây là rất là quan trọng để chúng ta kiểm soát lại bài viết của mình, là soát lại. Và hai là cách tổ chức triển khai luận điểm. Thì các em đọc tham khảo bài viết quê hương trong tình thương nỗi nhớ, sách giáo khoa trang 81, 82 và 83, để chúng ta tìm hiểu cái cách thức mà người ta đã triển khai tổ chức các luận điểm như thế nào. Về bố cục của văn bản gồm có 3 phần. Thì các em điểm lại xem đây. Phần mở bài nêu lên những nội dung gì? Phần thân bài, người viết đã trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương trong bài thơ quê hương? Những suy nghĩ ấy được dẫn dắt khẳng định bằng cách nào? Được liên kết với phần mở bài và kết bài ra sao? Nội dung của phần kết bài thì các em đọc kỹ bài viết trong sách giáo khoa, rồi chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi.
Và đây là phần gợi ý dành cho các em. Mở bài thì từ đầu cho đến là khởi đầu rực rỡ. Nó thể hiện dòng cảm xúc dạt dào lai láng chạy suốt đời thơ Tế Hanh. Trong đó quê hương là thành công khởi đầu rực rỡ. Thân bài tiếp theo đến thành thực của Tế Hanh. Phân tích cảm xúc của nhà thơ khi ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống lao động của dân quê và nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả. Việc kết bài là phần còn lại, khẳng định sức hấp dẫn của bài thơ và ý nghĩa bồi đắp tâm hồn cho người đọc. Thì đây là những cái nhận xét, các em xem đây là những nhận xét. Đây, các em tiếp tục. Ở phần thân bài thì người viết đã trình bày những nhận xét gì về tình yêu quê hương trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh. Thì đầu tiên là nổi bật lên là những hình ảnh đẹp như mơ đầy sức mạnh khi ra khơi, rồi cảnh trở về tấp nập no đủ, hình ảnh người dân cày giữa đất trời rộng lộng gió với vị nồng mặn của biển khơi, rồi hình ảnh ngôn từ của bài thơ giàu sức gợi cảm, thể hiện một tâm hồn phong phú rung động tinh tế. Em hãy nêu những suy nghĩ ý kiến ấy được dẫn dắt, khẳng định bằng cái thào, được liên kết với phần mở bài và kết bài ra sao. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Như vậy, những suy nghĩ ý kiến của người viết thì luôn được gắn với sự phân tích, bình giảng cụ thể, hình ảnh, ngôn từ, giọng điệu của bài thơ. Phần thân bài được nối kết với phần mở bài một cách chặt chẽ, tự nhiên. Đó chính là sự phân tích chứng minh, làm sáng tỏ nhận xét bao quát đã nêu ở phần thân mở bài. Thì các luận điểm này thì đã dẫn đến cái phần kết bài đánh bằng cách đánh giá một sức hấp dẫn khẳng định ý nghĩa của bài thơ. Các em xem rồi văn bản này nó có tính thuyết phục và hấp dẫn không? Vì sao? Rõ ràng văn bản này rất thuyết phục và hấp dẫn. Thứ nhất, vì người viết đã chỉ ra được cái hay cái đẹp của bài thơ, làm sáng tỏ được tình yêu quê hương tha thiết của tác giả. Suy nghĩ đánh giá thể hiện sự rung động thật sự của người viết. Thì với ba yếu tố này cho chúng ta thấy được bài viết nó rất hấp dẫn và thuyết phục người đọc. Từ việc tìm hiểu văn bản trên thì em rút ra được bài học gì về cách làm bài nghị luận này? Thì các em có thể tham khảo phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 83. Bài viết thì cần có bố cục mạch lạc 3 phần. Mở bài thì giới thiệu đoạn thơ bài thơ nêu nhận xét đánh giá của mình. Về thân bài thì lần lượt trình bày những suy nghĩ, những đánh giá về nội dung và nghệ thuật của bài thơ hay là đoạn thơ đó. Kết bài thì khái quát được giá trị ý nghĩa của đoạn thơ bài thơ. Em tham khảo phần ghi nhớ sách giáo khoa. Rồi, một lần nữa các em xem lại cái sơ đồ. Và chúng ta đến phần ba lớn, đó là phần luyện tập. Mời các em tìm hiểu phần luyện tập. Phần luyện tập yêu cầu chúng ta phân tích khổ thơ đầu trong bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Như vậy trước khi đi phân tích thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu đề, tìm ý và lập dàn ý. Em đọc chỉ đề và phần gợi ý trong sách giáo khoa trang 84. Một lần nữa chúng ta đọc lại khổ thơ đầu của bài thơ Sang Thu. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Bước đầu tiên chúng ta tìm hiểu đề và tìm ý. Đi tìm hiểu đề thì vấn đề nghị luận ở đây là gì? Là khổ một trong bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Và yêu cầu nghị luận là yêu cầu phân tích. Về tìm ý thì các em có thể tìm có phần gợi ý trong sách giáo khoa. Thì dàn bài của một học sinh như sau. Về mở bài thì tổng hợp lại giá trị ý nghĩa của khổ thơ một. Một là nội dung đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt. Về nghệ thuật thì cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm. Về thân bài thì suy nghĩ đánh giá về nội dung và nghệ thuật của khổ 1. Thì có thể gợi ý như sau. Cảm xúc của nhà thơ. Tín hiệu,
sang thu nhẹ nhàng mơ hồ. Về nghệ thuật thì các em có thể khai thác được nghệ thuật về hình ảnh của hương ổi, của gió, của sương, từ những cái từ gợi tả biểu cảm như là phả, xa và trùng trình. Thì đây là những cái mấu chốt, những cái điểm sáng của bài thơ mà chúng ta cần khai thác. Vì hai là cảnh sang thu của đất trời. Về nghệ thuật thì từng gợi tả biểu cảm, ví dụ bỗng, hình như, gợi như một cảm giác là bất ngờ. Về nội dung thì tâm trạng ngỡ ngàng, bâng khuâng. Về kết bài thì chúng ta thấy là đề tài mùa thu trong thi ca sang thu của Vũ Thỉnh là một cái bài thơ rất là hay và nổi bật. Nếu vấn đề là khổ nhất là đất trời chuyển sang nhẹ nhàng rõ rệt, vân vân, rồi chúng ta sẽ chép lại cái khổ thơ đó. Thì một cái dàn bài, các em đối sánh một cái dàn bài của học sinh và một dàn bài học sinh đã sửa chữa ha, thì các em đối sánh hai cái này để chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm cho mình. Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái phần kết bài của dàn bài một học sinh so với phần kết bài của đã được sửa chữa thì nó khác. Vì kết bài ở đây thì tổng hợp lại giá trị ý nghĩa của một, về nội dung nè, về nghệ thuật nè. Ví dụ về nội dung thì đất trời chuyển sang thu nhẹ nhàng mà rõ rệt. Về nghệ thuật thì cảm nhận tinh tế, hình ảnh giàu sức biểu cảm, vân vân. Thì các em lưu ý ha, hai cái bản này nó rất là quan trọng. Đây thì chiếu các em xem một số cái nội dung để chúng ta rút kinh nghiệm vì cái dàn ý nha. Các em xem lại cái dàn ý. Đây, đây là tập bổ sung. Hãy khoanh tròn vào chữ cái, câu trả lời đúng nhất. Đâu là điều cần thiết khi viết mở bài cho bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ? A. Giới thiệu bài thơ đoạn thơ. B. Nêu khái quát giá trị bài thơ đoạn thơ. C. Kết luận về giá trị của đoạn thơ bài thơ. D. Giới thiệu đoạn thơ bài thơ, nêu khái quát giá trị đoạn thơ bài thơ đó. Rồi, đáp án D chính là đáp án đúng cho bài tập 1. Bài tập 2, một bạn học sinh khi lập dàn ý phân tích bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ đã triển khai các luận điểm phần thân bài như sau. A. Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân, đất nước, dân tộc. B. Khát vọng hòa nhập, dân hiến, mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ. C. Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên đất trời. Như vậy, hãy sắp xếp lại các luận điểm theo trật tự hợp lý của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Các em suy nghĩ và chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 2. Đây là phần gợi ý dành cho các em nha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đảo lại là C, A, B. Các em lưu ý. Và sau đây là phần hướng dẫn học bài ở nhà. Các em thuộc lòng phần ghi nhớ, hoàn thành phần luyện tập, viết hoàn chỉnh một cái bài viết để chuẩn bị viết bài tập làm văn số 7. Đọc bài và phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác. Và phần ở có phần đọc thêm để chúng ta rút kinh nghiệm. Chuẩn bị trả bài tập làm văn số 6. Chuẩn bị bài mới. Đó là phần bài đọc thêm Mây Và Sóng và Bến Quê. Các em đọc văn bản rồi tìm hiểu về tác giả tác phẩm, trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu văn bản và tìm hiểu trước phần ghi nhớ. Tiết học hôm nay đã kết thúc. Chân thành cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em ở những tiết sau.